1. Nguyễn Mạnh Toàn, Ban Thanh niên Quân đội, sinh năm 1992, trợ lý, Ban Kỹ thuật Truyền dẫn Quang, Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn Thông tin Vệ tinh, Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc. 2. Nguyễn Đức Thuận, Ban Thanh niên Quân đội, sinh năm 1991, trợ lý, thư ký trang Thông tin Điện tử, Ban Thông tin Tư liệu Thư viện, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị. 3. Nguyễn Mai Thanh, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, sinh năm 1989, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Giao thông, Bí thư Đoàn Cơ sở, Phòng Hướng dẫn và Tổ chức Bảo đảm Trật tự An toàn Giao thông Đường sắt, Bộ Công an. 4. Đặng Bá Vinh, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, sinh năm 1991, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an. 5. Nguyễn Ngọc Toàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, sinh năm 1992, Phó Bí thư Đoàn Khoa An ninh Thông tin, Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an. 6. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1988, Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Thông tin Du lịch, Đoàn Thanh niên Tổng cục Du lịch, Chuyên viên Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch. 7. Huỳnh Thanh Phong, sinh năm 1991, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng. 8. Nguyễn Trọng Nhân, sinh năm 1994, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau. 9. Ngô Lê Mạnh Hiếu, sinh năm 1988, Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 10. Trần Tấn Phát, sinh năm 1994, Thử nghiệm viên Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh. 11. Văn Thị Mỹ Hoàng, sinh năm 1992, Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng Viện Y Dược Dân tộc, Thành phố Hồ Chí Minh. 12. Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1993, Nhân viên Đài Truyền thanh huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 13. Châu Minh Hiền, sinh năm 1990, Chuyên viên Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. 14. Nguyễn Thanh Duy, sinh năm 1992, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 15. Nguyễn Thanh Hậu, sinh năm 1993, Chuyên viên Thanh tra huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 16. Đỗ Hồng Ngọc, sinh năm 1988, Phó trưởng phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh. 17. Nguyễn Trọng Bình, sinh năm 1988, Chuyên viên Văn phòng Kiểm tra viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. 18. Phạm Thị Yến, sinh năm 1988, Phó trưởng phòng Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. 19. Nguyễn Thị Hải Hà, sinh năm 1987, Chuyên viên Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. 20. Phạm Văn Toán, sinh năm 1990, Phó đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 21. Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1991, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh Thiếu Nhi Trường học Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng đội tỉnh Bình Dương. 22. Lê Văn Đàm, sinh năm 1988, Chuyên viên Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. 23. Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1989, Chuyên viên Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. 24. Vũ Thị Hà Anh, sinh năm 1993, Phó Chánh Văn phòng Thư ký Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum. 25. Đào Thị Kim Toản, sinh năm 1988, Giáo viên môn tin học Trường Trung học Phổ thông Tôn Đức Thắng, huyện Linh Hải. 26. Nguyễn Vĩnh Nghi, sinh năm 1986, Bí thư Đoàn Cơ sở, Chi hội trưởng Chi hội Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. 27. Phạm Minh An, sinh năm 1992, Bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. 28. Đào Quyết Thắng, sinh năm 1988, Giáo viên Bí thư Liên chi đoàn Kinh tế và Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn. 29. Võ Ngọc Yên, sinh năm 1991, Chuyên viên Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam. 30. Phàng Lệ Hiền, sinh năm 1988, Chuyên viên Phòng Nội vụ
Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 31. Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1989, chuyên viên phòng tổng hợp và kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An. 32. Cao Thị Thùy Trang, sinh năm 1992, cán bộ đội tổng hợp Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 33. Trần Đức Huấn, sinh năm 1987, Sở Tư pháp, Hải Phòng. 34. Trương Công Thành, sinh năm 1990, kiểm tra viên thuế, Cục Thuế tỉnh Hải Dương. 35. Đặng Thị Hà Phương, sinh năm 1988, kế toán trưởng, phó trưởng phòng tài chính, kế toán, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. 36. Lê Đình Triều, sinh năm 1986, cán bộ giảng dạy khoa kinh tế, quản trị kinh doanh, trường Đại học Mỏ Địa chất. 37. Nguyễn Thị Tú Quỳnh, sinh năm 1988, phòng thống kê xã hội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội. 38. Nguyễn Ngọc Loan, sinh năm 1990, phó trưởng phòng xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật, ủy viên ban chấp hành, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, bí thư chi đoàn Sở Tư pháp. 39. Đỗ Anh Hòa, sinh năm 1986, phó bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên, phó giám đốc trung tâm công tác xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh. 40. Vi Nhân Đạo, sinh năm 1988, phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, phó bí thư chi đoàn, ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn. 41. Đoàn Thị Thúy Nga, sinh năm 1989, phó chánh văn phòng tòa án huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 42. Phan Văn Liêm, sinh năm 1988, kỹ sư công nghệ thông tin, trung tâm công nghệ thông tin, ủy viên ban chấp hành thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La. 43. Lê Minh Thành, sinh năm 1995, bí thư chi đoàn công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 44. Tòng Văn Hên, sinh năm 1987, công chức văn phòng thống kê xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.